Đây nè, con này là con chim diều phun lông anh em, gọi là beo anh em. Cái mí mắt nó còn giờ chấm đây nè, đó chim mùa này anh em ha, khá đẹp luôn nè. Đây này đứng như ra bộ dè luôn á, mí mắt anh em nha, mí mắt nó trắng anh em thấy không, quá đẹp anh em ơi. Sáng sớm có được con này thấy diễn bụng như nè, quá ok. Anh em nghe nói đi sáng sớm thật sự là em đi hai mấy cây vậy nè, chứ không phải gần vậy nè. Anh em này có kế bên nhà dễ ạt, dễ ăn quá mà sớm bán chim giá cao không phải nè. Hai mươi mấy cây, em đi sáng sớm giờ là 9 giờ mới tới này nè. 9 giờ mới tới bên kia đầu tiên nè. À, mắt nó có mấy chấm đẹp anh em ơi. Mí đen anh em thấy không? Mí nó là mí đen luôn anh em ơi. Anh em coi con mắt nó có mí mắt nó màu đen nè. Ghê mình không được ta, nó không có cái nét ta. Quá đẹp anh em ơi, kim này đẹp. Đó, anh em nhìn ra có mí nó màu đen anh em thấy không? Này bên em ha, nó còn chấm vàng 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 nhiều anh em. Tơ anh em ha. Ok, một con đầu tiên sáng sớm nha anh em. Thì em nha. Chúc anh em buổi chiều tốt lành anh em ha. Thì mấy con chim mà em đem vô trong nhà anh em thì cũng có được vài con thái độ anh em ha. Bữa nay thì em thử kèm với con thái độ để con cho nó chơi cho anh em xem ha. Coi có con nào mà anh em ưng ý thì để anh em alo cho em nha. Thì chim thì hiện tại giờ em chia làm hai chỗ nha. Chim ở ngoài kia với lại trong này anh em ha. Đó. Trong này thì hiện tại giờ em cũng mới được một mớ thôi. Em đang chăm chăm cám cho anh em ha. Rồi chia sẻ anh em thôi, nhưng mà chờ tập kết hết số lượng ngoài kia vô luôn thì mình quay được sẽ được nhiều anh em ha. Tạm thời được mấy con vậy thì mình quay cho anh em xem trước anh em ha. Đây thì em thấy có một con beo này nè, dê mùa ha, đang chơi. Để em nhớ con nào hay con để em kè cho em coi anh em coi nha. Công ty thì có được mấy con anh em ha, con beo với là con già này là con già cánh chéo với nè, nó luôn dữ lắm nè. Con già nó hai cánh nó chéo lên nè, nên là để ý mới thấy được. Nó không cánh nữa, nghiệm tật tật người từ rừng nè ha. Ồ nhìn beo nè, beo khá dữ nè ha. Đó. Anh em nào mà chưa biết cánh chéo này là cánh chéo này hai cánh nó xếp chồng vào nhau nè. Đó. Là cái này là bị tật từ rừng nè, những con này thì bỏ bổ thường thường nó lì chim lắm nè. Đó. Đây phải dữ không? À, chim này thì cũng tầm 1 tháng rưỡi làm bố lợi anh em ha, chứ chưa có được lâu anh em, nhưng mà nó có thái độ anh em ha, thái độ là đã chơi rồi anh em ha, nên anh em về anh em dựng lên cũng khá là nhanh anh em ha. Thôi nè, hai con này đó em về mở ít ngăn là lụm anh em. Một con chim bên trái là con chim mùa em ha, bên phải là một con chuyền nè ha. À, chuyền đang thổ beo anh em, chuyền đang thổ beo. Còn con bên đây là con mùa em ha, con mùa này nó cánh chéo nha nè. Dành cho anh em nào mà biết cánh chéo rồi thì anh em biết nha. Đây này nè, có thái độ anh em ha, thái độ cắn nhau tùm lum anh em ơi. Hiện tại là em đang cho tụi nó ăn là cám lê thịnh nha nè. Lê thịnh em trộn tỷ lệ là 2:1 nha nè, từ lớn tới nhỏ, từ chim bộ tới chim mùa là có một chế độ cám nè em ha. Nè con này bắt đầu nó căng nè em ha. Em mới đem vô tại mới bữa đầu em qua kia đem vô nó kiểu như lạ nè, lạ chỗ nè, rồi nó bị gián đoạn 1 ngày 2 ngày không chơi nè. Nhưng bữa nay thì nó quen nhà nè, quen với lại anh em ha. Nè anh em muốn chơi nè, anh em nào mà ấy nha, anh em nào mà lựa bỏi thì mấy này là ok anh em ha. Đây nè, đó anh em coi cánh nó chéo anh em xem, cánh nó xước anh em,
chim này thì bỏ 1 tháng rưỡi làm đủ lại anh em ha. Đây nè, đây nè, con này cha, con này là xì chém anh em, con giữa này nè, con giữa này là xì chém anh em ha, cánh nó nhịp suốt luôn nè. Đó, anh em nào có tiễn bé nào thì anh em chụp màn hình lại gửi cho em nè ha. Tạm thời thì em chưa có làm số được nè, anh em chỉ để anh em chụp màn hình giúp em nè ha. Con đây là con chuyền anh em ha, chuyền nè. Con này là con chim cánh chéo anh em ha, em kêu bằng cánh chéo ha. À, con này nè, cánh nó nhịp suốt nè, cánh nó nhịp suốt luôn nè. Đó, chiều vô quay sơ sơ cho anh em tham khảo em ha. Sắp tới đây để anh tập kết chim vô hết trong nhà này ha, rồi em đánh số này nọ các kiểu rồi em chia sẻ em ha, rồi để em công khai mấy cái này cho anh em tham khảo em ha. Mấy cái này thì một bé 4 xị em ha. Đó, tạm thời thì chia sẻ cho vừa cho anh em trải nghiệm, để nhất là cơ bản này cũng về chỗ mới nè, em muốn cho anh em tham khảo anh em biết giá của em sơ cơ bản đi để chia sẻ em ha. Mấy con này là em chưa đánh số nên kiểu là thời gian em nuôi nó cũng còn ngắn anh em, tầm 1 tháng rưỡi lòng anh em ha. Em chia sẻ điều vừa cho anh em trải nghiệm trước anh em ha. Còn những con nào mà em đánh dấu rồi, em lên lòng ngon lành rồi là em đánh dấu số đàng hoàng thì em chia sẻ cỡ 5 xị anh em ha. Đó. Tạm thời lên 4 con này là ok anh em. 4 con này là nó lên trước thì anh em là chốt trước, em nghĩ là chỉ có chim hay anh em ha. 4 xị bộ chứ không nhiều anh em ha. Bèo với cánh chéo. Còn con hai con này là con bên phải con beo đi anh em, ngực nó còn nhiều chấm vàng anh em nè. Hai con này mạnh anh em ơi, anh em mạnh đây. 4 xị con cho anh em tuyển nhanh gọn anh em ha. Đây cũng vậy nè anh em. Đó. Để em đánh số cho anh em ha. Em đánh nói cho anh em dễ chọn nè. Nào bây giờ anh em đếm nè. Số 1 là bên trái qua anh em ha. Số 1 từ bên trái qua nè, số 1 nè. Số 2, số 3, số 4 nè. Đó, anh em chọn thì anh em chụp màn hình lên em nói số với em anh em ha. Tại vì em chưa có chuẩn bị được cái số để mà em dán lên anh em ha. Đó, anh em nói là em biết số, em nhớ số liền em ha. Số 1, số 2, số 3, số 4 anh em ha. Con chuyện về số 4 anh em ha. Con này số 3. Đó, anh em chụp màn hình lại đi, anh em báo số là em biết liền em ha. Đồng giá 4 xị bộ anh em ha. Anh em thích cái bộ nào thì em giao bộ đó nè. Con 21 này phải nói là quá khủng khiếp anh em ơi. Con 25 này thì ngày hôm qua em chốt rồi anh em, chốt cho anh ở dưới quận 8 Sài Gòn anh em ha. Đây ngày hôm nay nhớ con 21 anh em. Con 21 là con khá là đẹp anh em, lông lá nó đẹp hơn con 25 luôn anh em. 25 thì đó là cái đuôi nó hơi tươi tươi xíu anh em ha. Con 21 là bộ đẹp, lông đẹp luôn anh em. Đó, nó dữ lắm nè, hai con nó kè chỉ có 25, hai con nó chụp ghê lắm anh em. Bộ rất là đẹp anh em ha. Bỏ ra là nó đứng rít anh em thấy rít không? Anh em thấy cái miệng rít không? Đó, bộ rất là đẹp luôn. Mà combo con này chỉ có 5 xị thôi nha anh em. Combo chỉ có 5 xị thôi, anh em thấy cổ thắt không anh em? Cổ nó thắt vô, ngực nở ra, lưng tôm anh em thấy không? Cái bộ con này em nghĩ là khá chuẩn anh em. Số 21 anh em, combo chỉ có 5 xị thôi anh em. Đó, 25 là có anh kia chốt rồi anh em ha. Còn 21 nha anh em, nào anh em để ý nha anh em ha. Ngày hôm kia thì em ra một cái video về mấy con chim mồi anh em. Em thấy có nhu cầu của anh em ngày nay thì rất là chuộng mồi anh em ha. Anh em rất là thích, rất là nghĩ đang cần chim mồi anh em, để anh em trải nghiệm ha. Nên cái bữa clip ngày hôm kia thì em đăng lên em bán, em chia sẻ cho anh em hết tổng cộng là 3 con mồi của em anh em. Đó. Em cũng giờ cũng còn có 2 con giữ chân thôi. Để giúp em khoe cho anh em một chim mồi chuyền với anh em ha. Con này thì bắt khá là hay, nhiều bỏ rồi. Xíu em khoe anh em ha. Anh em nào có nhu cầu tìm chim mồi thì có thể alo nha. Em vẫn còn chim mồi để chia sẻ cho anh em nha. À, anh em để ý con 21 giùm em nha anh em ha. Cứ mua chỉ có 5 xị thôi nha, nhưng mà nó có thái độ, anh em thấy thái độ nó không? Tại vì anh em ra ngoài vừa anh mua 2-3 xị rồi mà nó đâu có được thái độ vậy nè. Đâu anh em đâu thấy gì thái độ nó chơi vậy anh em thấy không? Nhưng mà con này thì anh em một chim 1-2 xị nó chim 7 đấu của em nuôi lên đây 3 tháng lòng rồi nha. Đó. Nó chơi rồi, cứ kêu mức độ đó là anh em về anh em biết nó có thái độ rồi, nó có tốt chất rồi anh em về anh em nuôi thêm rất là nhanh anh em ha. Cái miệng bộ hành nó ghê nè. Số 41 anh em ha. 41 với con bên đây là con không có số đây nè.
Sài Gòn đang rít đấu nha anh em ha. Con mốt này bữa đó như em báo cho anh em 5 xị đúng không nè. Anh em mà có theo dõi em thì chắc anh em nhớ con này, em báo hôm trước là em báo 5 xị anh em ha. Hai con này em đấu ngày này ngày nọ luôn không ăn thua luôn em. Hai con cắn cạch nè, ngày nào em quay cũng đang cắn nè. Số 21 nha anh em ha. Còn số 21 nha, số 25 chia sẻ rồi anh em ha. Hey, em chào buổi sáng cả anh em nha. Sáng nay anh em mình tiếp tục đi bếp của bắt kim nha. 7 chim 5 màu vậy anh em mình vô cám nè ha. Em vô đi có con trống đẹp quá anh em ơi. Nó về nó lập máy nè ha. Đó này em thấy chưa. Đi thì vừa đi ra xíu là có hàng này anh em chưa. Dạo này bỏ nó ra đường nhiều nha anh em. Ra đường theo mấy cây me hay là mấy cái bụi bông vàng vàng nữa anh em. Ra khá là nhiều anh em. Không làm như vô đường cao su không còn nữa anh em. Này nó ra đường rồi. Nên bẫy cũng khá là dễ anh em ha. Bù đá nè, bù lập đá nè. Bù đít luôn à. Con này em nghĩ khả năng dính nha nè. Năng dính cao nè ha. Em ngồi cũng khá là gần nè. Ngồi cách nó khoảng 5-6 mét vậy nè. 6 mét. Một bên kia một con á, kia bên kia nữa. Đi lẻ cái này đánh chắc có khả năng đánh được có nhiều nè ha. Nó hoặc mọi nè, một ít dữ à. Đó, đó, đó. Trống đẹp quá nè mà, trống mùi nè. Trống mùi khá đẹp nè ha. Đi dầm nó qua đá mùa trống nè mà, cho đã nè em. Đá mùa máy cũng không phê. Đó, 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 qua em ơi. Quá đã nè em ơi. Đi quánh vậy cái mét kia em bỏ nó về nó đấu gì mọi nè. Coi sướng lắm nè. Rồi dính anh em ơi. Dính một con nha anh em. Một con sáng sớm anh em ha. Để anh em xem. Tại vì bên kia nó có mấy cầu năng nó đang về đây anh em. Em nghĩ là chỗ này mình... Ngồi đây anh em. Rồi con đầu tiên sáng sớm anh em ơi. Con này như bồ tre anh em. Nó thấy như bồ tre anh em ơi. Con này đang đảo lòng hết ta. Đây nè. Con này là con kim dừa phun lông nha anh em. Là beo anh em. Cái miếng mắt nó còn giờ chấm đây nè. Đó, chim mùa này anh em ha. Khá đẹp luôn nè. Cái này đứng như ra bộ ve luôn á. Miếng mắt anh em nha. Miếng mắt nó trắng anh em thấy không? Quá đẹp anh em ơi, sáng sớm có được con này thấy diễn bụng nha anh em. Quá ok. Anh em nghe em nói đi sáng sớm thật sự là em đi hai mấy cây vậy nè. Chứ không phải gần vậy nè. Anh em này đánh kế bên nhà dễ ạt, dễ ăn quá mà sớm bán chim giá cao không phải nè. 20 mấy cây, em đi sáng sớm giờ bây giờ là 9 giờ mới tới nè. 9 giờ mới tới anh kèo đầu tiên nè. À, mắt nó có mấy chấm đẹp quá nè mày. Mí đen anh em thấy không? Mí nó mí đen luôn nè mày. Anh em coi con mắt nó có mí mắt nó màu đen nè. Game mình không được ta, nó không có cái nét ta. Quá đẹp anh em ơi, kim này đẹp. Đó, anh em nhìn ra cái mí nó màu đen anh em thấy không? Này bên em ha, nó còn chấm vàng 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 nhiều anh em. Tơ anh em ha. Ok, một con đầu tiên sáng sớm nha anh em.